Xin kính chào bà con. Thì ngày hôm nay A Đấu nhận được một cái đơn hàng làm cho một dự án tại bãi biển thành phố Đà Nẵng. Đây là cái dự án nằm trong danh mục của một cuộc thi, của một sự kiện, tổ chức sự kiện, đó là bơi ở ven biển và còn làm những cái quả phao và những cái dây bô như thế này để mục đích là để ngăn đánh dấu những cái cột mốc hoặc là đánh dấu những cái dàn làn ranh giới để khi vận động viên bơi để phân biệt được từng làn bơi một. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu qua đó là dòng phao này là phao màu vàng có kích thước là 12x18. Hàng phao này gọi là phao Eva, độ bền của nó trên dưới 20 năm cho bà con. Đấy. Nhưng dòng này thì A Đấu đã làm và thiết kế cho bà con rất là đẹp và rất là chắc chắn và khỏe khi bà con thả dưới biển. Cái phao cũng như cái dây nó chịu được lực kéo, chịu được tải cũng như chịu được độ mặn. Độ bền của phao như A Đấu nói là trên dưới 20 năm cơ. Cái độ bền của rất là tốt, càng sử dụng vào dưới nước hay càng có cái độ nhiệt độ ở ngoài trời, cái phao này nó càng cứng và càng tốt. Thì thưa bà con, cái dòng phao này A Đấu làm rất là nhiều. Nó mục đích của nó là dùng để ngăn chặn rác hoặc là ngăn chặn những cái đám bèo tây trôi giạt hoặc là giạt vào những cái bờ kênh hoặc bờ mương hoặc là bờ sông. Ngoài ra còn dùng để ngăn rác sinh hoạt cho những công ty hoặc cho những khu du lịch hoặc resort hay những cái homestay có những cái nước và có những cái rác sinh hoạt hoặc là những cái bèo tây nó bám xung quanh, thì những cái dùng cái dòng phao này chắn rất là hiệu quả. Nếu như mà bà con cần chắn rác hoặc là chắn những cái bèo tây đó thì A Đấu thiết kế theo kiểu khác, không phải thiết kế theo kiểu 1 mét một quả như cái sự kiện tổ chức đang ở thành phố Đà Nẵng này. Thì phao nó sẽ thiết kế san sát nhau như thế này thì sẽ tạo ra một cái tấm chắn rất là hiệu quả. Thì ngoài ra A Đấu còn làm chắn tất cả các rác ở các thủy điện, các công trình A Đấu đã từng làm. Thì những cái rác ở thủy điện và những cái công trình ở khu vực phía Bắc, A Đấu làm rất là nhiều các dự án. Nói đến A Đấu về những cái dòng chắn rác này thì hầu như các công trình thủy điện ở phía Bắc ai cũng có thể biết được đến thương hiệu của A Đấu. Một lần nữa, kính mong bà con, kính mong tất cả các quý công ty có cái nhu cầu mà sử dụng những cái dòng phao nổi để chắn rác như thế này, liên hệ ngay với A Đấu. A Đấu sẽ tư vấn cũng như là thiết kế cũng như là thi công cho bà con có những cái sản phẩm cũng như là có cái đáp ứng được cái nhu cầu của bà con đưa ra. Đấy, kính mong bà con giới thiệu và có những cái sản phẩm đẹp như thế này của A Đấu.